Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại xin chia sẻ và báo giá cá nước ngọt của thị trường Hưng Yên vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thì cũng như các bạn cũng đã biết đấy, thì cá mỗi một địa phương, một tỉnh nó sẽ có giá khác nhau. Như thị trường Hưng Yên của mình thì, và cũng như tại ao của nhà Đặng Tùng Channel hôm nay, thì với mức giá chấm trắng, chấm cỏ với mức giá là 52.000 đồng trên 1 kg, với giá như vậy thì là con mặt của chấm cỏ là phải có biểu từ 3,5 cân đến 5 cân, còn như nhà mình thì 2,5 cân đến 3 cân thì mình bán với giá 50 là chấm một, còn chấm hai thì mình bán là từ 2 cân đến 2,5 cân là với giá 40 các bạn nhé. Ao nhà mình thì không có rô cho nên mình không làm biểu rô. Còn về cá trôi thì từ 1,5 cân trở lên đến 2 kg mà mình đang bán với giá 27.000 đồng 1 kg. Giá mẻ ta thì có giá dao động là từ 1,5 cân trở lên với giá là 12.000 đồng 1 kg. Còn về giá chấm đen, chấm ốc thì tùy thuộc vào từng loại to nhỏ. Ví dụ như chấm từ 7-8 cân trở lên thì đang mua với mức giá là 90.000 đồng 1 cân. Còn như nhà mình thì từ 4 đến 5 cân thì mình đang bán với giá là 80.000 đồng, giá là tại ao. Mình xin chia sẻ nhé, và xin nói là giá bán tại ao nhé. Còn đâu ra ngoài thị trường thì mình không nắm bắt đâu, không đưa các bạn không cả. Và qua video này thì cũng cho Đặng Tùng xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả đến bà con xem video nhé. Và chúc bà con sẽ có một cái mùa tôm cá bội thu vào dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Có một số cá thì của nhà mình không có cho nên mình không đọc bảng giá, mong các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.